đang lành, cuộc sống đang tươi, dành mong thì có cuộc vì dân ta lao đao rồi đi xa đi vào lòng lo lắng. Giờ sao bình tĩnh luôn giữa tay vệ sinh kỹ khắp đời ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng xe chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trắng cho đúng lúc, đừng kể thì ai văn minh vì dân anh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, từ giờ nhé chúng ta vượt qua hết. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi.